Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 10 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động ra quân tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết. Số lượng tàu biển du lịch cập cảng Đà Nẵng tăng nhanh qua từng năm với tốc độ tăng bình quân về lượt khách đạt 22%. Đà Nẵng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về môi trường cảnh quan, tỷ lệ diện tích cây xanh hiện vẫn còn thấp. Bão Emma, siêu bão được đánh giá là mạnh nhất ở Đại Tây Dương trong hơn 100 năm qua, sáng nay đã đổ bộ vào bang Florida của Mỹ sau khi càn quét Cuba và tàn phá nhiều quần đảo thuộc vùng biển Caribe. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng đề án thành phố môi trường. Một trong những tiêu chí quan trọng của đề án là phát triển cây xanh đô thị. Tuy nhiên, hiện tại, theo Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Đà Nẵng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về môi trường cảnh quan. Tỷ lệ diện tích cây xanh, cơ cấu cây trồng chưa hợp lý và vẫn còn thiếu chiến lược, giải pháp đồng bộ để phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Đặc biệt, cây xanh đô thị chưa tạo ra những dấu ấn riêng có bản sắc trên từng tuyến phố. Hơn nữa, diện tích cây xanh đô thị bình quân đầu người của Đà Nẵng là 7,3 m² trên một người, trong đó cây xanh công cộng bình quân đầu người là 3,07 m² trên một người, cây xanh chuyên dụng bình quân là 0,72 m² trên một người và cây xanh sử dụng hạn chế là 3,53 m² trên một người. Đây là mức thấp hơn so với các quy định hiện hành. Cụ thể, tiêu chuẩn thiết kế đô thị của Bộ Xây dựng, tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng là từ 12 đến 15 m² trên một người. Tiêu chuẩn xanh tối thiểu của Liên Hợp Quốc là 10 m² trên một người và chỉ tiêu của các thành phố hiện đại trên thế giới là từ 20 m² đến 25 m² trên một người. Rõ ràng, diện tích cây xanh bình quân của Đà Nẵng mới chỉ đạt 7,3 m² trên một người là khá khiêm tốn. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về phát triển huyện Hòa Vang, thì thời gian đến sẽ tập trung phát triển công nghiệp điện tử, tiên học, trở thành ngành mũi nhọn của huyện trong khu công nghiệp công nghệ cao, thu hút các dự án mới về sản xuất, lắp ráp chi tiết, linh kiện điện tử và sản phẩm phụ trợ cho các lĩnh vực tiên học, viễn thông, điện tử y tế, điện tử công nghiệp, đo lường, tự động hóa. Phát triển công nghiệp khai khoáng trên cơ sở tài nguyên đã được điều tra, đánh giá đầy đủ. Giảm dần các đầu mối khai thác đá xây dựng, đất đồi, vật liệu san lấp, quản lý khai thác các mỏ đất đá tại Hòa Dương, Hòa Sơn, Hòa Phong, Hòa Ninh và Hòa Liên, phân vùng khai thác hợp lý và quản lý chặt khai thác các lòng sông, phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung, phấn đấu đến năm 2020, Hòa Vang không còn nhà máy gạch tuy nền. Công trình hầm chui Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương đã được lãnh đạo thành phố Hà Nẵng thống nhất gia hạn thêm 1 tháng rưỡi. Tuy nhiên, thì đến nay, công trình này còn khá ngổn ngang, bộn bề. Nhiều ý kiến lo lắng hầm chui sẽ không kịp cán đích vào ngày 15 tháng 10 tới. Dự án khởi công vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 và thời gian hoàn thành theo yêu cầu của hợp đồng là vào tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, để bảo đảm hoàn thành trước tuần lễ cấp cao APEC, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu nhà thầu phấn đấu hoàn thành vào tháng 9 năm 2017, sau đó gia hạn đến ngày 15 tháng 10. Thế nhưng, thì hiện nay, khối lượng thực tế công trình mới đạt trên 50% giá trị hợp đồng. Trước tình hình trên, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các nhà thầu tập trung tăng cường nhân lực, vật lực, quyết liệt thi công để công trình bảo đảm tiến độ. Theo đề án tổ chức hoạt động Trung tâm báo chí quốc tế tuần lễ cấp cao APEC 2017 do Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 vừa ban hành, thì hoạt động của Trung tâm báo chí quốc tế APEC sẽ diễn ra từ ngày 3 cho đến ngày 11 tháng 11. Trong đó, thì trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao từ ngày 6 cho đến ngày 11 tháng 11, Trung tâm báo chí có nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động báo chí đưa tin về tuần lễ cấp cao, bao gồm các cuộc tiếp xúc song phương, họp báo, phỏng vấn, cung cấp các dịch vụ truyền hình, ảnh, bưu chính, viễn thông, đảm bảo an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ kịp thời tất cả các thông tin chính thức liên quan đến hội nghị, cung cấp thông tin về Việt Nam theo yêu cầu của phóng viên trong phạm vi có thể đáp ứng, hỗ trợ hoạt động báo chí của các đoàn đại biểu đến dự APEC, ngoài ra thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Thưa quý vị, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết thì theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố thì kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đà Nẵng đã đưa ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến vào sử dụng.
Sở Tài chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch từ 2 sao trở lên, biệt thự du lịch, căn hộ. Ủy ban nhân dân các quận huyện theo phân cấp quản lý tổ chức triển khai tiếp nhận hồ sơ kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến đối với các cơ sở kinh doanh là khách sạn 1 sao, khu nhà nghỉ, đồng thời hoàn thành các thủ tục bổ sung ứng dụng này vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 tại địa phương. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, thì mùa du lịch tàu biển ở Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước cho đến tháng 4 của năm sau. Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy thì chỉ tính riêng trong tháng 11 năm 2016 thì đã có hơn 16.000 lượt khách tàu biển đến với Việt Nam. Năm nay riêng tại Đà Nẵng, thì ngay từ đầu tháng 9 đã có rất là nhiều chuyến tàu du lịch đường biển cập cảng Tiên Sa, mỗi chuyến từ 800 đến 1.000 khách. Đây là chuyến tàu biển Chinese đưa 1.000 khách du lịch, chủ yếu là người Trung Quốc cập cảng Tiên Sa. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2017, Chinese Taishan còn hơn 30 chuyến đến đây. Như vậy, sẽ có hàng ngàn lượt khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng tham quan du lịch. Thị trường Đà Nẵng thì vẫn tiếp tục là một cái điểm đến hấp dẫn cho các chuyến tàu biển của các nơi, trong đó có các chuyến tàu từ Trung Quốc. Thường cái chương trình tham quan của họ là các điểm city tour trong thành phố, thưởng thức các cái ăn uống tại các nhà hàng, shopping và sau đó là người ta trở lại tàu. Cũng có một số là có cái hành trình đi thăm Hội An. Thế tôi nghĩ thì lượng khách du lịch đến Đà Nẵng bằng đường tàu biển thì càng ngày càng tăng. Ngoài Taishan ra thì một số hãng tàu khác cũng vẫn tiếp tục tính toán đến chuyện tiếp tục đưa những con tàu cập bến của cảng Đà Nẵng. Ngoài tàu Chinese Taishan, còn nhiều tàu du lịch khác cũng sẽ lần lượt đến Đà Nẵng, đem theo hàng nghìn khách du lịch từ Trung Quốc, Anh, Đức, Mỹ. Đại diện các hãng du lịch cho hay, trong lịch trình tham quan Đà Nẵng, khách quốc tế rất thích các tour xích lô dạo quanh thành phố, tham quan chùa Linh Ứng, bảo tàng Điêu Khắc Chăm, bảo tàng Đà Nẵng. Thì năm nay cái sự tăng trưởng về khách du lịch đường biển cũng dự báo sẽ có một cái sự tăng trưởng khả quan. Ngay từ đầu tháng 9 chúng ta đã chào đón một cái chuyến tàu đưa gần 1.000 khách từ Phong Thành của Trung Quốc tới thăm thành phố chúng ta, thì hy vọng rằng là trong thời gian tới đây sẽ là cái tín hiệu mở đầu cho cái việc mà chúng ta thu hút cái khách du lịch tàu biển, đặc biệt là khách du lịch tàu biển tới từ các nước ASEAN. Thì chúng tôi cũng mong muốn là lãnh đạo thành phố cũng như các ngành liên quan quan tâm trong cái việc cải thiện cái hạ tầng cơ sở cảng biển, để làm sao đó cho khi mà du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt du khách tàu biển khi người ta tới thăm thành phố Đà Nẵng. Số liệu thống kê cho hay, 8 tháng qua, có trên 40 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa, tăng 30% so với 8 tháng năm 2016. Như vậy, không chỉ các doanh nghiệp du lịch được hưởng lợi, mà kéo theo đó là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân thông qua các dịch vụ mua sắm, tham quan, nghỉ dưỡng. Tính trong 5 năm trở lại đây, số lượng tàu biển du lịch cập cảng Đà Nẵng tăng nhanh qua từng năm, với tốc độ tăng bình quân về lượng khách đạt 22% mỗi năm. Trước xu thế khách du lịch tàu biển ngày càng tăng, các chuyên gia du lịch cho rằng Đà Nẵng cần có nhiều hơn sản phẩm du lịch độc đáo, những sản phẩm du lịch mới riêng cho đối tượng khách tàu biển và nhiều điểm vui chơi giải trí về đêm để đáp ứng nhu cầu của khách, nhất là hiện nay một số tàu biển thường xuyên qua đêm tại thành phố. Chương trình tiếp tục với các tin tức khác. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa Vang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hòa Dân tổ chức lễ phát động ra quân tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì ban tổ chức sẽ ra quân tại các tuyến đường chính và các khu vực nóng có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cao tại trên địa bàn 15 thôn thuộc xã Hòa Nhân, trong đó thôn Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2 là các điểm ra quân chính. Ngoài việc ra quân vận động tuyên truyền người dân phòng chống dịch sốt xuất huyết, thì Hội Chữ thập đỏ huyện còn tổ chức phát quang và dọn vệ sinh môi trường các khu vực lân cận. Chương trình thực sự là một hoạt động ý nghĩa thiết thực giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ngay từ sáng sớm, hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và đông đảo người dân đã tập trung để tham dự lễ phát động. Sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân tại một số tuyến đường điểm trên địa bàn xã Hòa Nhân. Chương trình này nằm trong chuỗi chiến dịch của Hội Chữ thập đỏ thành phố
nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết thời gian qua. Thì đối với cái việc mà ra quân rộng về vệ sinh môi trường, về làm quan dịch bệnh lại để mà phòng sốt huyết đó là một việc làm rất tốt, mà dân ủng hộ rất là cao. Nên cái việc mà coi như ra quân thường xuyên là việc đó là coi như là rất là có lợi cho dân. Xã Hà Nhân là một trong những xã là hiện nay đang có nguy cơ dịch sốt xuất huyết, nên thành thử là huyện hội đã tổ chức chọn xã Hà Nhân làm điểm để tuyên truyền cho người dân biết, để biết phòng cách tuyên truyền và đồng thời là việc ra quân dọn vệ sinh để cho người dân được rõ hơn về cái việc phòng bệnh dịch sốt xuất huyết. Với thông điệp không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, thông qua chương trình, ban tổ chức hy vọng người dân sẽ hiểu sâu hơn về mối nguy hại của dịch sốt xuất huyết để từ đó có biện pháp phòng chống dịch kịp thời và phù hợp. Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thời gian tới thì thành phố sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, hoàn thiện nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Để phát triển ngành y tế theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế, ngoài việc sớm đưa vào sử dụng trung tâm tim mạch có mức đầu tư trên 236 tỷ đồng, Đà Nẵng đặt ra một số định hướng trong thời gian tới. Trong đó, Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2 sẽ được quy hoạch xây mới tại phường Hòa Quý. Bệnh viện Phụ Sản Nhi sẽ được mở rộng thêm 750 giường với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng. Các bệnh viện ung bướu, bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh viện da liễu v.v. sẽ được mở rộng xây mới các khu đa chức năng, tăng thêm giường bệnh. Thành phố cũng sẽ mở rộng quy mô giường bệnh y tế quận, huyện và xây dựng mô hình bệnh viện vệ tinh cho tuyến trên. Phấn đấu đến cuối năm 2020, công suất sử dụng giường bệnh đạt từ 95% đến 100%, không còn tình trạng người bệnh nằm ghép. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm mang đến niềm vui, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Sáng cuối tuần, rất đông bệnh nhân tập trung tại hội trường A, Bệnh viện Đà Nẵng để xem chương trình văn nghệ do các bạn sinh viên tình nguyện và các y bác sĩ, những người trực tiếp điều trị cho họ hàng ngày biểu diễn. Không chỉ có thế, ban tổ chức còn bố trí cả một đội cắt tóc lành nghề, sẵn sàng phục vụ những vị khách đặc biệt ngay tại chỗ. Cắt tóc hay nghe xem ca nhạc, những chuyện tưởng chừng như rất đổi bình thường ấy, với những bệnh nhân này lại rất có ý nghĩa. Nó không chỉ đem đến cho họ tiếng cười và niềm vui, mà còn giúp họ tiết kiệm chi phí, nhất là đối với những người không có điều kiện. Mình thấy rất hài lòng về các dịch vụ như thế này. Không chỉ cắt tóc, gội đầu hay xem biểu diễn văn nghệ, đến với Chủ nhật yêu thương, các bệnh nhân còn được nhận một món quà ý nghĩa là bức chân dung truyền thần do các bạn sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vẽ tặng. Một cái tình thương mà không thể mô mà diễn tả được vì đang nằm điều trị, mà những cái chương trình này rất là tuyệt, giúp cho những người bệnh nhân của mình, người bệnh nhân cố gắng và vượt qua bệnh tật để về với gia đình. Dù lần đầu tiên được tổ chức, nhưng chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương đã cho thấy tính thiết thực, hiệu quả và tính nhân văn. Đây không chỉ là niềm mong chờ của bệnh nhân mà còn của đội ngũ y bác sĩ làm việc tại đây. Trong cái chương trình mà này, nếu mà thành công, nếu có sự lan tỏa được và có sự ủng hộ của xã hội, của các nhà hảo tâm, tôi có thể tổ chức trong vòng khoảng một tháng một lần để cho chia sẻ và lan tỏa cái cộng đồng, cái sự yêu thương của cộng đồng đối với xã hội, đối với bệnh nhân. Không chỉ là những mái tóc đẹp mới, những bức tranh truyền thần hay những món quà bồi bổ sức khỏe, đối với những bệnh nhân này, điều quan trọng hơn cả mà họ cảm nhận được ở đây hôm nay chính là lòng chân thành, sự quan tâm của những người thầy thuốc và những tình nguyện viên, là niềm vui và nghị lực giúp họ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Thưa
Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thời gian qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã có nhiều đổi mới, cải cách mạnh mẽ, hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện, minh bạch, hiện đại, vì dân phục vụ. Đây là điểm ứng dụng công nghệ thông tin nông thôn mới kiểu mẫu đặt tại nhà văn hóa thôn Trà Kiểm, vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng. Với hệ thống thiết bị ban đầu hiện có, mô hình này không chỉ tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và công sức, mà còn giúp người dân hình thành thói quen giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến. Thì qua việc này thì cũng tạo điều kiện cho nhân dân là cũng tiếp xúc được với lại cái công nghệ thông tin. Thứ hai nữa là coi như cũng giảm được cái chi phí thời gian đi lại. Chúng tôi hỗ trợ đầu tư cho thông Trà Kiểm toàn bộ cái hệ thống máy tính. Ở đây là chúng tôi bố trí 2 máy tính kết mạng internet, rồi hỗ trợ cái máy quét scan, máy in cũng như là cái bản thủ tục hành chính của cấp huyện, cấp xã, rồi thành lập ở đây một cái tổ xã, là chúng tôi có cái tổ tuyên truyền hướng dẫn cải cách hành chính. Với tinh thần phục vụ dân, từ đầu năm đến nay, xã Hòa Phước tiếp tục thực hiện mô hình nhắn tin SMS thông báo kết quả giải quyết cho người dân. Mô hình liên thông 3 trong 1 giúp cho công dân chỉ một lần nộp hồ sơ nhưng được nhận 3 kết quả. Mô hình trả kết quả tận nhà giúp cho công dân cảm thấy hài lòng. Đồng thời, xã cũng đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 6 thủ tục hồ sơ để công dân có thể thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Đối với xã Hòa Phước thì cũng xác định thì công tác cải cách hành chính của ứng dụng tin là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng, tạo điều kiện là tạo ra một chính quyền thân thiện, gắn kết giữa người dân và chính quyền và tạo ra sự tương tác giữa chính quyền và người dân trong cái việc thực hiện các chủ trương, đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Thì vừa qua thì Ủy ban nhân xã Hòa Phước cũng thực hiện thí điểm về cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trong năm 2016 và triển khai trong 2017. Cải cách và đổi mới để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Sau khi thí điểm thành công tại thôn Trà Kiểm, huyện Hòa Vang sẽ triển khai và nhân rộng mô hình điểm ứng dụng công nghệ thông tin cho 17 thôn kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn huyện. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện tin tức Đà Nẵng nổi bật diễn ra trong tuần. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Anh đã có buổi tiếp Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius cùng đoàn, đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn và tin tưởng Ngài Đại sứ tiếp tục làm cầu nối để các địa phương, doanh nghiệp của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với chính quyền thành phố trong các lĩnh vực, hợp tác đầu tư, giáo dục, du lịch, hỗ trợ nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu. Nhân chuyến thăm này, đoàn cũng đã có buổi gặp chào xã giao và trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ. Trong tuần, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã đi kiểm tra thực tế và có những chỉ đạo cụ thể liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã Hòa Liên, Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, gồm dự án kênh thoát lũ Hòa Liên, công tác xử lý ô nhiễm tại hai nhà máy thép Đà Na Úc và Đà Na Ý, công tác bố trí 680 lô đất tái định cư tại xã Hòa Liên và dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa khu công nghệ cao và khu phụ trợ khu công nghệ cao. Cũng trong tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.400 nhà với kinh phí trên 43 tỷ đồng, vượt 7,9% so với kế hoạch. Công tác nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ được triển khai rốt ráo với hơn 3.400 mộ. Đến nay, thành phố cơ bản đã giải quyết xong hồ sơ người có công tồn động, thực hiện công tác điều dưỡng với 7.500 đối tượng người có công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp đoàn tàu huấn luyện Badaro 3011HIM thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Phó Chủ tịch mong muốn qua lần thứ hai tàu huấn luyện Badaro đến Đà Nẵng sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Một sự kiện đáng chú ý trong tuần là lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 diễn ra đồng loạt trên khắp các địa phương. Hơn 246.000 học sinh Đà Nẵng nô nức bước vào năm học mới. Lãnh đạo thành phố đã đến dự lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn để động viên tinh thần toàn ngành.
Năm học 2017-2018, toàn thành phố có hơn 246.000 học sinh từ nhà trẻ đến trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, tăng 10.653 học sinh so với năm học trước. Toàn ngành có 388 trường học, tăng 18 trường, tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trên 410 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành giáo dục địa phương cũng được đầu tư trên 74 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới. Công ty Điện lực Đà Nẵng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố chính thức phát động tháng cao điểm xử lý cáp treo cột điện và đảm bảo phòng cháy chữa cháy sử dụng điện trong nhân dân. Theo đó, trong tháng 9, Điện lực Đà Nẵng sẽ ra quân đồng loạt sửa chữa miễn phí hệ thống điện sau công tơ cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bó gọn cáp treo cột điện tại 50 đoạn tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Vừa rồi là những sự kiện tin tức Đà Nẵng đáng chú ý trong tuần. Bây giờ là phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục những diễn biến liên quan đến bão Ai Ma, siêu bão được đánh giá là mạnh nhất ở Đại Tây Dương trong hơn 100 năm qua. Sáng nay, theo giờ Hà Nội, bão Ai Ma đã đổ bộ vào bang Florida của Mỹ sau khi càn quét Cuba và tàn phá nhiều quần đảo thuộc vùng biển Caribe, gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và của. Sau khi đổ bộ vào khu vực bờ biển phía bắc Cuba, vào khoảng 8 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội, bão Ai Ma đã đổ bộ vào khu vực quần đảo Florida Keys thuộc bang Florida và suy yếu xuống cấp 4, cấp cao thứ 2 trong thang cảnh báo bão. Tuy vậy, bão vẫn duy trì sức gió mạnh đến 200 km/h. Cơ quan chức năng cảnh báo lũ có thể lên cao tới 4,5 m dọc theo khu vực bờ biển phía tây của bang Florida, đủ sức gây ngập lụt và nhấn chìm nhà cửa. Lo ngại về sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão này, chính quyền bang Florida đã yêu cầu 6,3 triệu người dân phải đi sơ tán. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã hối thúc người dân bang Florida tìm nơi trú ẩn an toàn khi bão Ai Ma đổ bộ. Trong khi đó, cũng tại khu vực Bắc Mỹ, Mexico đã bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau trận động đất mạnh nhất trong gần một thập kỷ qua. Giới chức nước này cho biết số người thiệt mạng vì động đất đã tăng lên 65 người. Tại thành phố Juchitán, bang Oaxaca, nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất của trận động đất, hàng trăm hộ gia đình vẫn cắm trại ngoài trời vì sợ dư chấn. Cơ quan địa chấn Mexico đã đo được 721 trận dư chấn sau động đất. Trong khi đó, rất nhiều dịch vụ đã tạm ngừng hoạt động, gây nhiều khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Có một vài điểm vẫn mở nhưng phải xếp hàng và hàng hóa thì rất ít, nên tôi phải mua luôn 3 túi trứng cho 3 gia đình. Trước đó, Tổng thống Mexico Peña Nieto đã đến thăm thành phố này và chỉ đạo chính quyền địa phương phải nỗ lực để khôi phục các nguồn cung nước, lương thực và chăm sóc y tế cho người dân. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, phiến quân Rohingya tại Myanmar, lực lượng đã khơi mào cho cuộc giao tranh suốt hơn 2 tuần qua, đã bất ngờ tuyên bố ngừng bắn đơn phương trong vòng 1 tháng, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo trong khu vực. Đồng thái diễn ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn người Rohingya đã phải sơ tán sang nước láng giềng Bangladesh để tránh nạn do xung đột giữa phiến quân và các lực lượng chính phủ. Trong một tuyên bố đưa ra sáng nay, nhóm nổi dậy mang tên đội quân cứu thế Arakan Rohingya, gọi tắt là RSA, tuyên bố ngừng tất cả các hoạt động tấn công trong vòng 1 tháng, tức là cho tới ngày 9 tháng 10, đồng thời kêu gọi khôi phục hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế cho các nạn nhân của cuộc xung đột. Phiến quân cũng kêu gọi quân đội Myanmar có động thái tương tự vì lý do nhân đạo. Hiện quân đội Myanmar chưa đưa ra phản hồi với đề nghị này. Hy Lạp sẽ kết thúc chương trình thắt lưng buộc bụng đổi lấy cứu trợ thành công vào năm sau nhờ tăng trưởng kinh tế vững mạnh. Và đây cũng là lời cam kết mà Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đưa ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh hàng nghìn người dân biểu tình phản đối chính sách khắc khổ của chính phủ và lo ngại tình hình kinh tế sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Phát biểu tại hội chợ thương mại quốc tế Thessaloniki, Thủ tướng Tsipras đã nêu bật những thành tựu mà chính phủ của ông đạt được kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2015. Ông cam kết trong năm tới, Hy Lạp sẽ kết thúc chương trình cải cách đổi lấy cứu trợ vốn bị người dân phản đối gay gắt. Trong vòng 1 năm nữa, tôi hy vọng sẽ được gặp lại tất cả các bạn ở buổi lễ khai mạc hội chợ quốc tế năm nay, nhưng sẽ rất khó so với năm nay. Hy Lạp sau 8 năm sẽ tổ chức hội chợ khi đã chấm dứt được chương trình cải cách và không còn chịu sự giám sát của các chủ nợ. Đó là mục tiêu chúng tôi hướng tới và quyết tâm đạt được để đất nước có thể giành lấy thế tự chủ.
Tuy nhiên, nhiều người dân lại lo ngại rằng tình hình còn có thể trở nên tồi tệ hơn hiện tại. Hôm qua, hàng nghìn người dân Hy Lạp đã tham gia biểu tình phản đối chính phủ. Tôi cho là năm sau nhiều thứ còn tệ hơn, chừng nào những chính sách bất lợi cho người lao động của các chủ nợ châu Âu còn được thực thi. Gói cứu trợ hiện tại trị giá 86 tỷ euro dành cho Hy Lạp sẽ hết hạn vào năm sau. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.